Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chương trình lời ca nguyện cầu hôm nay rất hân hạnh có sự góp mặt của linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, là phó giám đốc của Việt Catholic. Chúng con xin kính chào cha. Xin chào Mai Hương và Cẩm Yến và quý khán thính giả. Cha Anthony đã âm thầm hướng dẫn và đóng góp bài vở cho chương trình từ những ngày đầu tiên, nhưng hôm nay lại ưu ái có mặt ở nơi đây. Chắc chắn sự hiện diện của cha sẽ giúp chương trình thêm thăng tiến và giúp chúng con thêm phấn khởi để phục vụ quý khán thính giả tốt hơn. Kính thưa quý vị, mỗi năm lễ Giáng sinh lại về, đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui cá biệt. Tại xứ Úc hay các nước Nam bán cầu thì niềm vui thưởng ngoạn những ngày hè nắng ấm. Còn các nước Bắc bán cầu thì vui với tiết trời se lạnh, với tuyết rơi buốt giá. Nhưng chắc hẳn ở nơi đâu đi nữa, dù giàu hay nghèo, chúng ta không ít nhiều đều có niềm vui trầm trồ với những cảnh trí trang hoàng rực rỡ, rung động với những âm điệu nhẹ nhàng, bất hủ của mùa Giáng sinh. Rồi nhiều sự kiện khác nhau như những niềm vui mừng rỡ gặp lại nhau. Nhất là năm nay, đại dịch coronavirus đã làm chúng ta xa cách nhau, xa bóng giáo đường, không được đi lại tự do thăm viếng. Giờ đây mới được nới lỏng nên mùa Giáng sinh này sẽ thật là vui. Thật vậy, tất cả các sắc màu, cảnh trí Giáng sinh gợi nhớ cho chúng ta những niềm vui đặc biệt, niềm vui của một mùa Giáng sinh tình yêu. Bài Giáng sinh đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Đã đi vào tình sử của nhiều cặp trai gái. Mùa Noel đó, chúng ta quen bên giáo đường. Người ngoại đạo đâu hiểu gì về kinh kệ, chỉ biết cầu bình an trong lễ Giáng sinh mà thôi. Mùa Noel, sao sáng lung linh, anh khẽ nói tình mình như sao sáng, và em là một tinh cầu lãng mạn. Anh sống nhân từ nên đã được Chúa ban. Và cũng từ mùa Giáng sinh đó mà có những đôi trai gái đã trở nên vợ chồng. Hồi còn nhỏ thì Cẩm Yến rất mê nhạc Giáng sinh, đặc biệt là bài Chuông Vang Vang, đó là bài Jingle Bell. Mà khi còn bé thì Cẩm Yến, dù không phải là người Công giáo, nhưng rất thích điệu nhạc nhí nhảnh, đan quyện với những lời rất dễ thương mà Cẩm Yến đã yêu thích ngay từ nhỏ. Đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười. Và đặc biệt là câu bon bing bon, chuông giáo đường thánh thót. Đêm Noel, chuông vang lên như mang bao nhiêu yêu thương lẫn trong ánh sao sáng. Đêm Noel xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên Chúa Giáng sinh ra đời. Nhưng đâu là ý nghĩa thật sự của Giáng sinh? Thì xin cha xin chia sẻ cho chúng con và khán giả hiểu thêm ạ. Đúng thế, nhạc Giáng sinh có âm hưởng đi vào tâm hồn con người qua các thời đại như bài Silent Night, Đêm Thánh Vô Cùng, âm điệu như hòa quyện với lời Đêm Thánh Vô Cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời, xe chứ đồng, mà mọi ngôn ngữ đều có lời của bản thánh ca bất hủ này. Nhưng những âm điệu và lời ca vang lên vì một biến cố con Thiên Chúa giáng trần. Lần giờ phúc âm để biết về căn nguyên. Phúc âm Thánh Luca chương 1 nói về cảnh truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Thiên sứ Gabriel thưa: "Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà." Và thông báo cho mẹ một tin vui: mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của đấng cứu thế. Vì thế mẹ Maria là người nữ đã đón
và cảm nghiệm niềm vui Giáng sinh đầu tiên. Qua lời của thiên sứ Gabriel, mẹ đã đáp lời, xin vâng cho ngôi lời giáng thế, cho con của Thiên Chúa làm người. Hài nhi Giêsu sinh ra, mọi thụ tạo như hòa vỡ niềm vui và lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Con người được thoát màn đêm trùng phủ để được ánh sáng chiếu soi và khai mở một niềm vui ơn cứu độ. Đó là nguyện ước Giáng sinh và năm mới cho mỗi người chúng ta, cho gia đình cộng đoàn, cho quê hương dân tộc, và ước mong niềm vui Giáng sinh được hiện thực nơi chúng ta. Dạ, khi còn ở quê nhà thì Mai Hương nhớ mỗi mùa Giáng sinh về là đi shop xem trang trí của các siêu thị, và ban đêm thì theo dòng người tuôn ra đường thưởng lãm trang trí đèn điện muôn màu rực rỡ. Thiên hạ ra đường bị kẹt xe, dù đường có lớn đến đâu cũng đều chật ních những người là người. Dường như cả thành phố đều tuôn ra đường, kẻ đi người lại đông ơi là đông. Bên Úc hay các nước Âu Mỹ, Giáng sinh có lẽ là thời gian bận rộn nhất. Người ta đi mua sắm quà cho nhau để bày tỏ tình thương mến dành cho nhau. Đây cũng là thời gian nghỉ hè của sinh viên học sinh và thường là mùa nghỉ của công sở, cho nên là mùa của du ngoạn, của những kỳ nghỉ và vui đón năm mới tới nữa. Nhưng có một vài năm Mai Hương xa vắng người yêu, thì mùa Giáng sinh là mùa làm cho Mai Hương vui, nhưng rất nhớ. Đúng như tâm trạng của thi sĩ Bùi An Giang trong bài Hẹn Giáng sinh sau. Giáng sinh về đêm Sài Gòn se lạnh, anh ngắm nhìn thấp thoáng áo choàng bay. Đêm về khuya, phố chìm trong say đắm, lòng chợt buồn nhớ đến một bàn tay. Trong đêm này, ai người dắt em đây? Hay em cũng chỉ một mình mong ngóng? Mai Hương nói đúng đó. Cẩm Yến và Mai Hương, cả hai chị em đều thích ca hát, nên hầu như cả hai gia đình đều gia nhập vào ca đoàn. Và nhạc Giáng sinh là những dòng nhạc mà Cẩm Yến ưa thích nhất. Khi Cẩm Yến vào đạo, người hướng dẫn nhấn mạnh đến mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Thiên Chúa Cha đã tặng ban chính con yêu của Ngài như món quà tình yêu cho nhân loại, mà giáo hội gọi là mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Thưa cha, xin cha có thể giải nghĩa thêm về mầu nhiệm này không ạ? Mầu nhiệm nhập thể chính là mầu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người ở giữa chúng ta. Người nhập cuộc trong lịch sử của toàn thể nhân loại, cũng như trong lịch sử riêng của người. Sự nhập cuộc ấy đã được lịch sử định mốc thời gian rất là rõ ràng, là vào thời Hoàng đế Cesare Augusto. Và Chúa có hộ khẩu không thể chối cãi được là thành Bethlehem xứ Judea, như Phúc Âm ghi lại. Người có một gia đình được kêu mang 9 tháng như bất cứ ai, cuối cùng được sinh ra chào đời và sống đời như bao người khác. Thánh Kinh vẫn quen gọi đây là cuộc Thiên Chúa viếng thăm dân người. Nhưng cuộc viếng thăm này lại rất đặc biệt, không chỉ diễn ra trong chốc lát, cũng không thể được lặp đi lặp lại trong lần khác nữa. Người là vua vinh hiển trên trời đã mặc lấy kiếp con người giòn mỏng để khởi đầu sự nhập cuộc. Người là Thiên Chúa thật đã nhập thể trở nên con người thật với tiểu sử riêng rõ nét. Người là Thiên Chúa thật đã nhập thể giữa lòng thế giới với lịch sử chung của nhân loại rõ ràng. Người nhập thể để làm gì? Thưa, để đem lại cho trần thế, để trở về với cái trật tự nguyên thủy như nét đẹp ban sơ của trần thế ngày sáng tạo mà tội lỗi đã làm hư đi. Nên Giáng sinh, Noel hay Christmas cũng gọi là ngày sáng thế mới. Đêm Noel là đêm đất trời giao duyên trong nối kết huyền nhiệm của ơn cứu độ. Người nhập thể để làm gì? Thưa, để đem con người được ơn cứu độ. Người là Emmanuel,
của một Thiên Chúa không đến rồi đi, không ở rồi về, mà là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một Thiên Chúa đến ăn đời ở kiếp với nhân loại để nâng con người lên ngang tầm với vinh quang của người. Đúng như lời các thiên thần đã hát trong đêm người Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Dạ, xin cảm ơn cha đã giải thích về mầu nhiệm nhập thể và nhập thế và ý nghĩa của chữ Emmanuel thật tuyệt vời. Tác giả Mai Nguyên Vũ đã viết bài hát Chuyện tình Emmanuel mà con rất thích. Giờ đây hiểu rõ hơn ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể và chữ Emmanuel, con càng cảm thấy bài hát thật ý nghĩa và xúc động hơn. Giờ đây xin kính mời quý khán thính giả cùng lắng nghe bài Chuyện tình Emmanuel, sáng tác của Mai Nguyên Vũ qua tiếng hát rất truyền cảm của ca sĩ Như Ý. Thank you.
chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuối muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đăng hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Emmanuel, một chuyện tình kỳ lạ nhất trần thế, một chuyện tình say đắm muôn thế hệ, làm nhỏ bao châu lệ, làm đuối muôn ly chi. Emmanuel, một cuộc tình chẳng muốn đăng hồ đôi, một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Một cuộc tình gây chấn động đất trời, Thiên Chúa yêu con người hạ sinh xuống cõi đời. Vâng, câu chuyện tình Emmanuel chấn động đất trời ấy quả thực đã làm rung động bao nhiêu trái tim con người qua muôn thế hệ, mà chúng ta có thể nhìn thấy tỏ tường qua rất nhiều bản nhạc Giáng sinh tuyệt vời, vượt không gian và thời gian. Bài Đêm nay Noel về là một trong những tuyệt tác mà niềm xúc cảm tri ân, hạnh phúc trong trái tim của tác giả có thể được cảm nhận tràn ra mênh mang trong từng câu thơ ý nhạc. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức bài thánh ca Đêm nay Noel về, thơ của thi sĩ Xuân Ly Băng, tức là Đức Ông Gioan Bautista Lê Xuân Hoa, do Linh Mục Xuân Thảo phổ nhạc qua phần trình bày của Mai Hương, Minh Nguyệt, Mai Vũ, Thiên An và Cẩm Yến. Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu, đời thơ kinh mê.
Lễ Giáng sinh của Chúa cũng nhắc nhớ cho chúng ta ngày cùng tháng tận của năm cũ. Nhìn lại năm 2020, một năm đại dịch hoành hành khắp nơi trên thế giới, gieo bao tàn tóc, đau thương, sinh hoạt bị đình trệ kéo dài, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của hàng tỷ người khắp nơi. Lại thêm nhiều sự cố trên thế giới, bạo loạn, chiến tranh, hoạn nạn thiên tai như mưa lũ đã càn quét 6 tỉnh miền Trung Việt Nam, gây nên cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều thảm cảnh thương tâm đã làm đau nhói con tim và tâm hồn chúng ta. Để nguyện cầu cho các nạn nhân đại dịch COVID-19 và thiên tai tại miền Trung Việt Nam của chúng ta cũng như khắp nơi trên thế giới, những tâm tư đó như được gói trong bài Thánh Ca Giáng sinh trong mái nghèo do nhạc sĩ Thanh Lâm dệt âm qua những lời của một tác giả khuyết danh nào đó đã cảm và viết lên và được giọng ca truyền cảm của Cẩm Yến trình bày. Xin quý vị cùng thưởng thức. Đêm nay con không được tới nhà thờ, thì xin thắp lên ngọn nến đơn sơ. Mừng Chúa ngày xưa Giáng sinh hàng lửa, và nay trong mái tranh nghèo, cuối thôn làng xóm ta tới. Đêm nay con dâng ngài tấm lòng thành, niềm vui thánh ân chứa tràn ngày Chúa sinh ra. Ngài đến cùng bao trái tim thật thà, để ban ánh sáng tràn hòa, muôn đời Chúa mãi thương ta. Ôi Chúa trên trời đã nên con người giống ta mọi về. Con Chúa sinh ra sáng thân nhục nhằn, khó khăn chẳng hề. Ngài đã bơ vơ lạnh buốt như ta. Ôi Chúa thiên đàng đã đến cơ hàn, bước chung nhân trần. Ngôi hai sinh ra đội mới nhân trần, nguyện xin Chúa ban khắp nơi người biết thương nhau. Mạnh áo dù tơi ta cũng chia đều, dù mưa nắng cũng chung lều, êm đêm chan chứa tình cha. Cũng chung lời
Cẩm Yến. Bài ca nhắc nhở chúng ta, những người Việt khắp nơi trong cũng như ngoài nước, nhớ về những mái tranh nghèo quê ta, đã vậy lại còn bị mưa lũ cuốn trôi thật bi thương. Nên chúng tôi muốn kết thúc chương trình lời ca nguyện cầu này với một tâm tình cầu nguyện. Xin Chúa Hài Nhi và Mẹ Thánh Người chúc lành cho tất cả chúng ta, đặc biệt các nạn nhân của đại dịch COVID-19 và những cơn mưa lũ vừa qua. Xin niềm vui Giáng sinh xoa dịu phần nào những thương đau của mọi người, và xin Chúa của hy vọng cũng như từ Mẫu Maria nâng đỡ tất cả chúng ta tiến bước vào năm 2021 với niềm vui, nhiều ước mơ trong một năm thái hòa, bình an, đúng như lời các thiên thần đã ca lên trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Kính thưa quý Đức Hồng Y, quý các Đức Tổng Giám Mục, các quý Giám Mục, quý Linh Mục tu sĩ, bề trên của các dòng tu và tất cả quý khán thính giả. Trước thềm năm mới của năm 2021 này, xin được đại diện cho chương trình lời ca nguyện cầu và đặc biệt đại diện cho ban giám đốc của Việt Catholic, xin kính chúc tới quý Đức Hồng Y, quý các Đức Tổng Giám Mục, các Đức Giám Mục, các bề trên, các dòng tu, quý Linh Mục tu sĩ và tất cả các quý khán thính giả, cũng như các cộng tác viên của Việt Catholic, được một năm mới bình an, khang an, và đặc biệt nhờ ơn của Chúa và hồng ân của Đức Trinh Nữ Maria, thế giới chúng ta đang sống sẽ vượt thắng được cái cơn đại dịch để chúng ta trở về đời thường, để chúng ta có thể phụng thờ Thiên Chúa và liên hệ cũng như sinh hoạt trong cộng đồng của Chúa, cộng đồng của các giáo xứ và cuộc sống gia đình một cách an vui. Một lần nữa xin kính chúc năm mới nhiều hồng ân của Chúa và đặc biệt sự bình an của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ Maria. Chương trình lời ca nguyện cầu của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Cha Quảng, Cẩm Yến và Mai Hương xin kính chúc quý vị thật nhiều ơn lành của Chúa và Mẹ Maria và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.